Dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan tạo nên sự khác biệt. Đúng mất 1 viên 1, là sáng ngủ dậy là chị thấy nó không có đau nữa, là chị vui rồi. Cho với gia đình chị cho 2 đứa gái chị uống, thằng em chị cũng uống luôn. Chú bị viêm gan CVB cao máu, cái này huyết áp, thử máu định kỳ là 2 tháng 1 lần. Sau khi mà uống thuốc này vô rồi, cái bác sĩ khen bữa nay sao mà gan tốt quá vậy, uống trong vòng khoảng chừng tuần 2 tuần đó là thấy nguyên huyết khác liền, rất là khỏe. Cái máu trắng của tôi hồi xưa nó lên rất là cao, bác sĩ thì nó tình đoán nó nói là bị bone marrow disorder, chỉ có một cái cách trị được là thay tủy thôi. Cách đây mấy tháng tôi có uống thuốc của Tâm Đoan, sau khi uống cái thuốc này được 3 hũ thì đi khám, đi thử máu lại thì cái máu trắng nó xuống, nó từ 60 mấy chấm nó xuống còn 22 chấm. Wow. Mà cái normal là 11 chấm, thì giờ tôi còn có 10 chấm nữa là nó xuống. Thấy trong người nó có nhiều energy hơn, ngủ được nhiều hơn. Nếu mà các bạn có bị cái bệnh gì mà hoang mang cứ tới Tâm Đoan thì cô chủ ở đây cô giải thích rất là rõ ràng, mình dựa vào đó là mình uống thì mình uống thử. Mà theo tôi thì uống thì nó rất là tốt. Fucodon thì một lọ này là 380 đô. Mình có 120 viên và hàm lượng cao nhất. Và Đoàn chỉ có thể nói một câu với quý vị rằng, cho dù quý vị mua bất kỳ nơi nào, đã từng uống ở bất kỳ nơi nào, khi quý vị đụng đúng cái lọ của Tâm Đoan, quý vị mới thấy được cái hiệu quả của nó. Lọ này đã giúp cho những người bị cancer, bị ung thư mà phản ứng luôn thuốc chemotherapy luôn. Tức là cái thuốc mà giúp để cho có thể ngăn chặn và đẩy lùi cái tế bào ung thư, mà phản ứng luôn cái thuốc đó thì đâu còn là coi như là vô phương rồi. Nhưng khi dùng đúng cái lọ Fucodon này của công ty Tâm Đoan sản xuất thì đã vượt qua nha quý vị, và bây giờ là cancer free. Và Đoan nói có sách mách có chứng, có người, có khách, có người đó đã lên livestream chia sẻ với quý vị, và chị Hương là đang ở Apple Valley thôi nhá. Có rất là nhiều bạn bè và nhiều khách hàng cũng đã dùng cái lọ này và đã lấy lại sức khỏe của mình rất là ngoạn mục luôn nha quý vị. Scan lại bác sĩ đấy, tôi không có thấy ung thư trong người bà nữa. Do là chị vẫn uống cái này từ đầu đến cuối luôn, cho nên mới tới từ đợt thứ 3 là mình đã cancer free. Đã cancer free. Wow. Chị cảm ơn, thật là biết ơn. Đó, cái đó là biết ơn, là nhờ những cái viên thuốc, viên Detroit của Tâm Đoan mà chị có sức khỏe như ngày hôm nay. Thì bác sĩ nó bị hở van tim tới 3/4 luôn á, thì họ có cho thuốc vô người á, người ta đang theo dõi cái tim của chị cứ 2 tuần là vô phải cách đi cách lại vậy á, để mà coi cái tim mạch chị còn bình thường không á. Yeah. Còn không á thì có thể là thay tim á. Thì chị mới uống được 1 hũ rưỡi á, thì khám thì này phải nói ủa qua sao mà lúc này có uống cái gì không mà sao thấy có thể là có một cái dấu hiệu là phát triển tốt á. Cái thuốc được chị uống này nó giúp cho chị thở được bình thường lại, cái khỏe chị đỡ quá trời đỡ luôn á. Dạ. Chị làm việc cả ngày cả đêm mình cũng khỏe, cũng không mệt. Chị bệnh suyễn mà chị thở gọi là short breath, nó không có cái deep breath giống như người bình thường được. Chị thở hít vô không có được, không có thở sâu được, mà người chị nó không có oxygen nhiều, nó mệt lắm, nó yếu lắm. Mà em biết từ ngày chị uống thuốc này xong chị đi bác sĩ á, bác sĩ nói người chị á rất là tốt, mà cái oxygen chị rất là tốt, chị mừng lắm. Dạ. Chị xài một lọ cái thuốc của Tâm Đoan nè, xong là chị không cần đi bác sĩ, chị không cần đi therapy cái ngón tay chị nữa, là nó khỏe luôn. Tới bây giờ chị mới có đi check cấp, chị đi bác sĩ lại nữa thì nó thấy cái cao high blood pressure của chị, cao máu chị nó xuống rất là good luôn. Chị có show cho Tâm Đoan coi đó thì có 114 thôi, như hồi xưa là 140. Wow. Nên chị cảm thấy chị happy thì cái thuốc này nó hợp với chị. Chân cẳng thì không có đau, sáng ngủ dậy thì nó rất là khỏe. Chị Linh mẫu tiếng giáp, chị Linh nói cái đó là rất là hay luôn. Cái thằng cổ chị Linh bây giờ là không còn đau nè, không còn khẹt khẹt. Mấy năm nay uống xong rồi đi khám tẩm quát mỗi năm á. Yeah. Thì bác sĩ nói là chị Linh rất là good. Máu, đường, cái gì cũng rất là tốt. Cái gì cũng là bình thường hết. Cholesterol cũng không có luôn. Trời ơi, nó hay lắm em ơi. Uống của đi qua cái Tâm Đoan uống rất là khỏe. Mặt da rất là đẹp. Bữa nay hả chị, thì em á đi làm ai cũng nói trời chị khá lì, hôm nay sao người chị thấy nó gọn mà nó đẹp ra. Chị có đây à? Tao nói không, tao ăn uống bình thường. Vậy cái chị sao mà anh em thấy người chị gọn mà cái bụng chị không còn vậy? Mà có đi hút mỡ rồi mới thấy, tại vì phải đi hút mỡ. Dạ. Yeah. Uống của bên đi qua cái Tâm Đoan uống kìa. Dạ. Yeah. Càng khỏe mà càng đẹp người ra, da càng đẹp, đâu cần phải đi thẩm mỹ làm gì, đâu cần đi thẩm mỹ. Còn da mặt á hả, xài kem mỹ phẩm vậy, mình đâu cần phải đi ít collagen vô mặt, rồi phải cần đi tắm silage, không cần. Xài mỹ phẩm Tâm Đoan đi rồi biết. Dạ. Yeah. Xài hả, da rất là đẹp. Deluxe Full Cover All-in-One Serum là cái chai màu đen của cái cặp sống thần nha quý vị.
là chai này. Nhưng mà kỳ này nó còn xịn hơn nữa, nó còn thần thánh hơn cả hồi trước giờ nữa. Nó sẽ ngăn chặn cái sự lão hóa, nó sẽ kéo dài cái độ tuổi thanh xuân. Quý vị thấy là trên trán Đoan vẫn có độ nhăn đúng không? Đó, ai mà chẳng nhăn, ai mà chẳng già. Tuy nhiên nó kéo dài cái lão hóa của mình, thành ra là nó sẽ làm cho mình trẻ lâu một cách tự nhiên, không dao kim kéo, không có chích, không có cắt, không có mổ. Da của chị hồi xưa bị dầu, bị mụn luôn. Bây giờ thì lỗ chân lông nó nhỏ lại, nó trắng ra, nó chị thấy nó đẹp rõ ra luôn. Nó sáng da lên, da cái giống như nó nâu, nó tươi lên. Nó càng hơn, nó láng lên, nhìn thấy nó sáng lắm. Ai cũng nói rồi, nhìn thấy trẻ hơn, có 10 tuổi á. Sau một tuần thì thấy cái da mình nó sáng ra, nó mịn với lại nó căng ra. Deluxe and Dazzle Serum, cặp sóng thần cho mọi làn da. D1 by Tâm Đoan, made in Korea. Không chất bảo quản, an toàn và thích hợp cho mọi lứa tuổi và làn da. Hãy bắt đầu một ngày mới với một làn da rạng ngời, tươi sáng, đầy tự tin. Confident Reborn Skin, D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời.